Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một phép lạ thánh thể xảy ra tại Mexico sau một cái trận động đất lớn 7,1 Richter đã làm rung chuyển cả thành phố Mexico và cả các vùng lân cận vào ngày 19 tháng 9 năm 2017. Thì cái trận động đất này đã tàn phá và giết chết ít nhất 217 người. Thì sau cái biến cố, cái trận động đất đó, thì một số người Công giáo ở gần nhà thờ tên là Toluca đã quyết định vào trong nhà thờ cầu nguyện trước thánh thể để được Chúa thương xót và giúp đỡ. Thì trong cái lúc mà họ đang cầu nguyện với thánh thể như vậy thì có một cái biến cố đặc biệt xảy ra. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em đang xem những hình ảnh mà Quang Hải đang trình chiếu đây, thì những hình ảnh này đã được lan truyền ở trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook. Và họ chia sẻ như thế này: vào thời điểm mà chúng tôi đang cầu nguyện với thánh thể, những người có mặt đã chứng kiến thánh giá của mặt Nhật từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, và chúng tôi có thể nhìn thấy máu của Chúa Kitô trên thập giá. Đó là một cái kinh nghiệm tuyệt vời, và tôi cung cấp những cái bức ảnh này mà chính tôi đã tự chụp cho quý vị và anh chị em xem. Vinh quang Chúa vì một điều quá kỳ diệu như vậy. Như quý vị và anh chị em cũng biết, mặt Nhật thường thường họ là màu vàng, mặt Nhật thánh giá là màu vàng, và từ cái chính vì màu vàng đó, và họ thấy lạ là từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Như quý vị và anh chị em cũng biết, thường là mặt Nhật thánh thể thì chúng ta làm màu vàng nguyên khối, thánh giá cũng vậy, cũng là màu vàng luôn. Thì chính vì vậy mà họ thấy một cái điều lạ là cái thánh giá trên mặt Nhật màu vàng nay chuyển sang màu đỏ, và họ đã dùng điện thoại để mà quay lại cái cảnh mà như quý vị và anh chị em đang xem đây, và họ đã chia sẻ cái điều đó trên các trang Facebook của họ. Đây là một cái điều đặc biệt đã xảy ra, nhưng mà họ chia sẻ thêm đó là do ánh sáng kém nên là cái chất lượng hình ảnh họ quay là nó không có được tốt lắm. Dù gì thì nữa thì đây là một cái biến cố rất là đặc biệt xảy ra với những người đã đến cầu nguyện trước thánh thể ở Mexico, phải không quý vị và anh chị em? Với niềm tin của chúng ta, khi chúng ta bước vào trong nhà thờ cầu nguyện trước thánh thể thì chúng ta tin chắc rằng Chúa đang hiện diện, Chúa đang lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng thầm kín của chúng ta. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em cũng biết thêm những cái điều kỳ diệu đã xảy ra ở nơi này nơi kia để củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công Giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.